Thế là mình đứng đây là mình thôn lật cái chân luôn á, chứ nó nói gì đâu thôn. Nó ở đây mình đợi trước mình còn bay mùi nữa đó. Thôn đó. Nó phải dừng 2 năm chứ lên 2 năm, 2 năm trở lên đó là nó mới nhẹ mới chuẩn, còn bây giờ nó mới mùa chưa. Đang có cái đây em có mắng đây nè, để em lấy cái thùng. Lấy cái đồng cho nó ra ra. Dạ. Đồng cho nó đứng vậy. Đứng vậy nhìn nó. Thường kiểu hồi nó đi tới lô xe đi xe mệt. Ấy thì nó không có cái này được xem mà. Ngày ngủ quá. Đây. Số này này. Xem lúc em. Con này có đẹp như thế này. Con này đã học bắt biết dùng rồi. Nó thơm á, nó thơm á. Nhìn khô à, để anh lấy miếng to này này em kéo cửa ra. Chọn này nó dạng là cái con này mà như mà thường con một năm chơi được đây nè, để mình chuyển cứng cắn không anh, cắn này quốc à, tại vì biết sao nó mình muốn ôm chơi á là mình cho ăn, mới cầm tay này cầm từ từ cái mình quen tay mình vuốt nó, còn nếu mình thình lình đưa vô tại vì nếu mình mà ôm chơi á, mình ôm chơi phải không, là ví dụ nó đẻ ra đó mình ôm trên tay kiếm nó mình đem nó theo đó mình ôm chơi được. Còn những lớn không ý là thì... mình muốn thần là cái lớp con của nó kìa, còn mà nó lớn thì mình cho ăn giết nó quen mình cũng nó đẻ được. Mình bê mình bế thì nó thần đập lên nó quen được không anh, biết ai cưng con nghe tên mà cái gì nó lớn lớn lại vậy đó, cái con cái còn nhỏ quá các bạn, cái cái kìa. Bắt con cặp rồi coi sơ kỹ ra đó, để con đó con được cái cặp rồi, bắt con được con gái được rồi, bạn cái con kia lộn con kia con cái không nuôi hôm nay mình thường nó mình ôm từ từ á, còn chồng lớn này mình thấy thường từ từ nó dạng ha, lấy cây nè, cái cây kia kia cho đi ra. Tay ủa em không biết tại gì luôn hả, biết chưa, nói gì cho vui vui lên cái anh. Dạ anh Thanh. Đến. Dạ. Đấy, mấy anh qua nhà mua trộn mình đãi thịt tròn luôn nè, thịt trộn trộn sao lắng. Hôm qua thấy quay, hôm qua thấy cỏ, thấy quay trồn. Mình đi trồn 2 kg rải bên nhậu chơi. Ở trồn đó hôm qua là 2 kg à. Hả? Trồn hôm qua 2 kg. Ngày hôm qua trồn nó như 3 kg mấy. Trồn bự chứ. 3 cái 4 kg. Mẹ mới trừ lại nè, mới bán chia lại khách nè. Là bán ký 2 triệu đừng trồn thịt. Hôm qua con nó 3 kg á. 3 kg rồi em mới trừ lại 7 nè, trừ tiền lại. Em qua còn con trên nhà con trừng cũng bạn đừng dạ bạn cái mấy á thì đó bán giờ bán trồng hơi là 2 triệu ký đó, hôm qua khách mua 2-3 ký chứ con 3 ký 6 triệu em trồng chơi em đi trồng nó trồng xéo đưa nó ngắn hơn đọc đêm nó lên giống đó là anh cho một ngày một muỗng canh là khi con trồng ăn thai rồi đẻ con là không bại liệt, trồng đẹp lông cực kỳ luôn, nhanh lớn đó. Là còn nếu như anh không cho ăn một cái thứ gì luôn, không cho ăn là chuối hay là không có cho ăn thức ăn của mình, thì một ngày 2 muỗng canh là anh nuôi là không cho ăn gì hết. Thì trong vòng tròn á là anh nuôi bắt đầu lọt lòng ra, anh nuôi 4 tháng là 3 kg hết từ thức ăn này. Còn á tròn á khi mà tròn bệnh á là khi mà tròn bệnh á là coi như là ăn cái sáng, ví dụ như tròn chưa chảy đi, sáng là một con 2 kg là anh chích cho nó là 0,5 thằng bảy tri, 1C á là thằng ca tô sai, chiều anh ca tô san ca tô sai thằng thuốc bổ thuốc bổ
chiều anh chích cho nó là 1 c là thằng Uson, chích trong vòng 2 ngày thì trùng hết xong rồi thuốc này nè. Để em lấy cái nữa, không đủ rồi. Cổ cổ tròn á, anh bóp ngang, anh đừng bóp họng thôi. Anh dở lên hai cái tay sau cầm hai giò lại, giờ người khác anh cứ lấy đuổi ngang sọt vô nè, anh cứ bơm từ từ vô cho nó. Trong vòng 3 ngày là hết rồi. Hết hẳn luôn á. Tại vì á đây là cái thuốc này thuốc bồi dưỡng. Cái thuốc này là cái này thức ăn là dinh dưỡng đó, đủ khoáng chất mẹ trơn luôn á. Cái thuốc này cộng vô rồi ba cái cộng lại anh bơm đó. Đó là vậy đó, giờ em được chỉ là cái thuốc này em đưa cái mẫu trên thôi, thì anh ra tiệm tay mua nha. Cái thuốc này thuốc của người, em bé nha. Còn khi mà tròn mới đầu tiên về mà chịu chảy á, thì anh phải thuốc y. Thuốc y là anh mua là, thuốc y là như là thằng Canusa với Buson với Bà Chi á, của thuốc y nha. Cái thời gian thuốc y với hiệu thuốc cho nó. Cái này là cái giấy. Cái giấy này là hướng dẫn xài thuốc này, thức ăn này. Đây, ví dụ như ai lấy nào thì em đưa một giấy. Nhưng mà khi mà anh muốn mua cái này nha, anh mua thức ăn này á, thì bên em bán là không có trị bệnh nha, bán này không á. Ví dụ anh muốn cho trò ăn nhanh lớn hay là không bị liệt đủ chắc á, thì một hộp như vậy là 240 ngàn. Còn tiền ship á, thì bưu điện ship 20-30 thì là tính sao. Này là thức ăn dinh dưỡng. Cái miếng giấy này là hướng dẫn để tiện thể dụng thuốc ăn dinh dưỡng nè. Chỉ bên em mới có thôi chứ không bất cứ không có một người nào có. Đây là đặc trị là bồi bổ cho tròn mà chuyên về nuôi tròn mà mau lớn với mà bị bại liệt với mà chồng con với chồng thân phản. Để cái giấy kia dẫn luôn em. Giấy tròn kìa. Cũng có bào chế luôn mà. Có bào chế. Còn khi trong bình á là lắc điều này, cộng vô chân này, cộng vô thằng này bột một con cho uống hết ba gói luôn, coi như là khi mà con trùng 2 kg á thì một con ba gói này, một củ cà phê này, thuốc này á mình bơm vô phải chừng là 40 c hoặc 50 c thôi. Còn nếu mà chừng 2.5 trở lên á, 3 kg thì mình uống cũng 60 c đó, vậy đó. Em thủ sẵn hết trơn. Còn giấy này là giấy nè. Giấy trộn hợp pháp hết trơn. Mỗi người ta. Nói trong trại em xuất ra là đâu nó rõ ràng. Cái giấy này giấy này là giấy hướng dẫn xài sử dụng thuốc. Em nói thì chứ là em cũng vậy mà tất cả ai cũng vậy, tiền bạc làm khó lắm. Thì cho nó là cái trộn này mình phải cứ xích xác ra ngoài để thôi, trục trặc là chết luôn. Em từ khổ rồi em biết nói vậy đó. Chứ còn nếu mà bán tròn rồi tới trường điện là uống không biết ra kêu thuốc y chích hay mua thuốc y chích thì đi bụi chơi. Nhưng mà em nói hai cái thứ này là chữa bệnh em có chứ không người nào có, chứ mà thuốc này là ở thuốc tây quan đó, nên thuốc tây nè ống chích em ăn làm phản trên đợt mai mốt mà mua cá nữa. Đó, chứ nói chứ nuôi trồn á là thấy dự chứ mình ở nhà mới hai con đực á nè, kêu con đực giỏi nói gì mới được, không giỏi mới có đực nhảy chứ cua con này chắc cũng giỏi nè. Dao ngã nó vừa uống con mới vừa uống nước vừa á, uống còn có chút xíu à. Mẹ quan con nữa nè, lấy con nè mẹ. Hello tất cả mọi người, chào mừng các anh giao trường nha mọi người. Giao trường cho hát liệt nha, qua trời mấy chấp cho người đó nó mua trường nha. Lô quá khứ gian. Em cần đi. Em cần đi. Em ăn chờ em. Bị sợ thì không sợ, nhưng sợ nó lý. Rồi. Chân về kìa. Chị cần cà. Nó không chữa nước. Hay đâu. Cần khô quá. Đội Long Vũ này. Đội Long Vũ này nó không chịu ở nước đâu. Hai con có sao ở đây? Hai con hả? Chưa. Hai con mới vô học được hả? Dạ. Con sẽ học đi tên nó đi. Dạ.
phải chuyện nó bắt lộn nhau. Chỉnh thì cái đó, coi làm gì đó. Đấy, nói chính xác rồi. Chính xác rồi, nói với tôi. Ôm nhồm dài dàng luôn á. Ôm trong cá mà nó cục mỏng một khúc rồi á. Mình nó nằm 3 ký chứ. Thấy giữ một khúc đọt ha. Tổng là bao nhiêu con á? 15 con. Cái bộ bộ kia vậy hả? Thôi xuống mấy đâu. Chết trời. Sao tiền luôn chứ, sao tiền mua trồn kìa. Không có tiền mua trồn, vô lấy bom cho tiền mua trồn. Bình Phước hả? Bình Phước vậy. Phước. Ủa hồi nãy xuống chân tiền con mà. Xin tiền nhưng mà thôi cho. Ủa cái cây thôi. Cái cây vàng mới gột đây. Cho em gỡ nha. Vàng cây gì nè. Vậy xin đẻ, xin đẻ tốt nha. Đẻ gì con này. Thôi nói chơi vậy chứ không lấy. Mấy tờ cũng không lấy. Vậy. Sang ha. Được nha. Vàng đẹp thật kỳ. Lấy bóp tròn tờ luôn chứ. 15 con hả anh Sáu? Để coi sợ không có tiền. Để sao ngắm con nào đặc đạt em bắt. Vậy là làm dấu rồi thì con này em bắt. Dấu mà không khúc. Dạ. Trái che giỏi. Trời ơi quay em. Nợ nó kéo nhà nó đòi đỡ dương chết luôn. Trứng kết rồi. Trứng kết không trứng bảy. Cặp chồm này như ý luôn. Chân cá quê, không hai ngàn không hai người chân, chân cá quê, không hai ngàn không hai người chân. Sao được rồi? Cái kéo này. Cặp này của anh Sơn phải không? Yeah. Làm chuồng công của đó hết rồi đâu có. Anh mà chuồng nhà chả chỉnh có cái sàn nằm trên thôi anh. Đó, anh. Dạ đúng rồi đó, nó phải có sàn trên nha. Nó đừng mà nó lên nó ngủ nghỉ luôn. Chứ còn làm mà thông thoáng hết trơn là không có được. Mấy con ở dưới tụi em hàng sẽ xấu. Cái loại chồn này á là nó chịu bóng tối. Cho nên mình phải làm chỗ cho nó nghỉ ngơi mới được, chứ đừng có để trống rỗng không có được. Sao hết nhiều tiền rồi? Quấn Sơn là hai con nó mỗi con chín á. Chín là chú Sơn, chín là chú 18 rồi đó. Có mấy rồi con? Chị ghi tiền vô sổ thôi, đừng có ghi lên thùng nha. Để về nhiều khi tụi em trên đường về còn hài cái về nhà thôi, không nói dối vào được. Dạng gian mà. Giấy thôi đừng đi thùng. Về anh mở mạng cho rồi Sơn mua hai con 18 triệu núi cao Sơn mua. Bắt chân chồng đi, bắt chân chồng. Từ núi à. Nghi cái thùng bắt chân chồng ba con gì? Ba con chứ. Nặng hơn ha. Ba con hả? Ba con chỗ thùng to hơn cái thùng này chứ. Không. Bây giờ thùng này là một thùng một con nè. Thùng một con, thùng hai con. Thùng đầu con, thùng nó hai con. Không có vô vậy được. Đâu đâu anh? Học có mấy à? Bên này một con mà học có mấy à? Bên này không có. Bên này một con có hả? Bên này hả? Cấp 2 hả? Giữ rồi ta. Rồi đó, bây giờ đó học cấp 2. Mấy tuổi năm nay mấy tuổi? 2 tuổi nào có 2. Đợt này em về nuôi chừng tháng nó đẹp cực kỳ luôn. Cái món quà nó về mới về Bình Long chơi á. Mới về tụi nó chơi du lịch gì hay đi mua đất mua cát gì nó đó. Con này nhỏ. Nhớ số điện thoại của em. Điện là tiếp đại anh chị. anh Lâm lại ảnh bên là thu mua con này. Con này bị khối trợ gì hết. An tâm.
Mà cũng nội luôn. Trọng hai cái hay đực hả? À, một đực hai cái anh Thanh? Sao? Trọng mấy cái? Trọng bắt hai cái, một đực hai đực cả. Hai đực cái. Con chết rồi. Không hai con này 2,5 mới để 2,5 trời. Còn mà gỡ 2 ký mấy đâu có chui lọt lửa lưới 70 hả Hải? Ngọt không? Đâu á, lướt mua ngươi nhiều 2-3 lội nha anh. Không, lại lướt mua lỗ bự là nó chăn trong ga đó, 2 lội chút lọt đó. Phải lại ký kè. Này là chui hết lọt rồi. Rồi đó sao chui lọt được? Ừ, chỗ này thì không lọt nè. Con này tới 2 ký rưỡi luôn mà. Em muốn quẩy rồi anh, phải lo. Cứ thằng nào sống thì em mang quẩy đi. Con này giữ hơn con xong. Con này cứ yên tâm đi. Dạ. Con này cứ về cái nuôi. Hai thằng này nó lớn tóc thằng luôn. Hai thằng này nó nuôi chồn nó cho em á. Kêu làm chuồng xong. Con này lớn tóc. Nó rồi bắt tùm lum chỗ chứ em kêu thôi để tao dặn chỗ này xuống mắt. Làm chuồng này tụi em làm chuồng mấy tháng rồi chứ không phải mới làm được. Bởi vì anh để cho em hoài em cũng ngại, tại vì mình sức tự đọt chứ hồi sáng giờ anh thấy không, ba ủng hộ điện nữa đó mà lương không có hứa luôn á, đâu có còn 3-4 tháng luôn làm không hết rồi ở đây mình còn nhiều hộ lắm. Đấy còn tới anh nữa là 3 là còn 8 nữa mà hồi sáng giờ 2 hộ chưa có tính nữa đó. Ủa sao mà hồi nãy này của anh Thanh là 2 con 19 triệu á chứ. Của anh Thanh là 10 con à? Anh Thanh bắt có 2 con anh Thanh. Không, cứ để nó bắt đi. À. Dạ. Sắc thường anh Sơn biết cái mạc á, Sơn hết.
xương bẹt. Em thấy xác thường mình xài nước xương bẹt là lá bờ nhất. Không chóc. Xương này mấy tháng rồi đấy. Cái trộn đã khô biết sợ trời, nó không chịu ra trời. Dài khủng khiếp. Em thấy con này nó không nhôm chứ nó có mặt. Con trồn này nuôi chứ thì 3 tháng nữa là nó mập lên, nó lên giống, nó ghiền luôn. Nó lên giống như tụi em giờ mới nuôi, đâu có trồn lực đâu nhảy. Mấy con này giờ trồn này chắc thấy bên tháng này tháng mấy ta? Tháng 7 lên giống quá. Này tháng 2 lên giống chưa? Tháng 7 con này lên, cuối tháng 7 lên tiếp. Đó trên thùng. Ý là không ghi tên anh. Mua cái này đi mua dùng tao. Sau này mua bán rồi. Là ba anh em là khởi nghiệp đó. Không có ai nuôi được ở đâu. Ở trên đó đất được cao su thôi anh nuôi gà. Nuôi trồng là như ý. Mà đất tụi em là rồng nuôi trồng mít trồng chuối được hết. Trồng mít trồng chuối nuôi gà là như ý luôn. Đấy, gà vừa là như ý. Rồi ở cái phân anh cứ hút phân trồn này anh vô gốc chuối đi. Tốt nó tốt một cái thôi thôi luôn. Bà chị em trả nó xuống luôn phân thì dễ vô một vài chuối 16-17 kg không á, bụng chuối á, nó tốt một cái thấy sợ luôn. Con trồn rồi nè, mà vô cây gì cũng tốt hết trơn á.
Nó trồng túi và lùng thì cho ăn lại con, thôi. Con này nhiều ký thôi. Con này bự hơn. Đấy, 2,5 kg. 2,4 kg. Đây. Bút lai dài khủng khiếp luôn. Trời ơi nó đẹp rồi nè. Đây. Lên giống 2 đợt rồi mà không bỏ độc cho nó nè. Sao mua về vợ đừng có nó. À. Ừ. Thấy không? Giờ nó phải con này chắc đẹp, đẹp được. Con này chắc có 4,7 quá. 4,7. Con này nó đẹp con cái trời ơi trời. Bút lai cái. Con này anh về chển. Anh về chển mà anh thấy nó quậy quậy lòng anh cho mẹ nọc nha. Tại nó lên dấu. Dạ hả? Nọc em 2 tháng nữa mới có. Nó lên dấu 2 đợt rồi em muốn cho nó nhảy á. Ghi một cặp móc ba. Ghi cặp này 35 luôn chị. Ghi 2 con này 35 nhé. Má. Có thuốc không chồng? Anh điếu nó coi. Nó bán rẻ rẻ ông nào nó mua cái, con nó đi về luôn. Bạn nó anh có cái anh Thảo, dạ. Cái con móc này là con móc giống Hà Nội nha. Còn cái con mà con trồng được ở trên là giống Trung Quốc nha. Em nói trước hai giống cũng đồng huyết á, khác hệ luôn á. Con móc trên là hương lợn là. Về mà cảm thấy về nuôi đạt đạt thì tôi chắc xung kia bắt với kia. Em gửi với kia con cầm anh đây, cầm thử anh nhiêu ký. Ôi trời, muốn tin mấy. Để hại vậy? Khoai nó nặng, bà cứu nội luôn. Trời ơi, em con được to lắm rồi. Em gửi được tơ chứ nhỉ. Mà chắc cả 2 tháng nữa mang về. Làm cho ông con nuôi á. Nó đẹp, con trồn bây giờ thả ăn chắc lửa nha. Mà con trồn này, con trồn, con móc lai này anh ôm vuốt được mà trời nghe. Chơi nó lên bình thường luôn á, con móc lai này nó hiền lắm. Rồi chưa? Đây hồi nãy á là cái con trồn á. Con này hồi nãy á là cái con trồn á là móc lai Hà Nội. Còn con này là con trồn này á là giống của Trung Quốc nè, đó, mình thấy màu lông đi. Anh hai, anh sáu. Anh nhớ rồi. Anh thấy không? Bởi vì không phải nói chứ, anh có lưng cái nè. Cái lưng nè. Giống là giống Trung Quốc nha, lưng bè nè, lưng đôi nè, đuôi nè, cũng tai luôn. Còn bây giờ cái giống này á là trồng Trung Quốc, mình cho nhảy với giống vô Hà Nội hơn là trồng móc Hà Nội là hai con không đồng quyết. Con này trời ơi, cái tính lực. Thấy cưng rồi đó. Thấy không? Cái đồng luôn. Nè, nè, cái giá nè, mới động tay nè, chưa chân á. Con chuồn mới vậy đó thằng. Giống này giống mới luôn, em giống này em mới làm luôn á, chưa ai có đâu. Chạy vô chuồng của nó. Chạy vô chuồng á. Chạy vô lại á. Chạy vô lại. Chạy lại nó không muốn gì vào đâu á. Chứ anh bắt con móc nó là nó đồng quý rồi nó gì nó cũng có thứ tròn mà nó không có khác hệ. Chạy chạy chuối vô nó bay mũi hoài luôn. Vậy anh ở xa anh em bán cho anh. Ôi, em đúng. Em được cái tiếng. Cái bến xe này nó có xe lên em. Có. Bến xe mình này. Có xe đi mà. Xe Duyên Hải nó có lên tới đây. Mà mốt em có cần gì em điện xuống rồi. Đi Quế luôn mà. Bến xe đi tới Quế luôn á. Ông Duyên Hải ở Bình Long mình có mấy chiếc chạy Duyên Hải. 6 phải không? Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4, 5, 5 cửa nè. Dạ, vô lấy cộng công, 2 bậc cộng công. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ừ, đúng rồi. Sáng lấy là 500 mua số quên. Giống này là cú trọng là 26 phải không? Ừ. Từ cú ai nữa?
Quân Sơn 18. Quân Sơn 18 không? Điều kiện vậy rồi chắc trời cũng mua hàng ra vậy rồi á. Không, 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 anh chưa đâu, anh đang tư tính. Anh bới trên cộng 500 ngàn nè. Bới trên anh trên 200 ngàn. Của anh là mười mấy? 18. 18, từ nãy bớt cho anh 2 rồi cho nên phải bớt hai người này. 18 đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bớt cho anh 200 ngàn, đưa anh 200 riêng cho tài xế 300 ngàn. Để tài xế 300 ngàn đi, tiền cà phê. Cho cái tiền thuốc là bao nhiêu? Thuốc á, là hồi nãy hết thảy á, là gần 1 triệu mà anh tặng hết, không có lấy tiền. Thuốc là ba người gần 1 triệu á, mà không tính tiền. Tặng luôn á, không có tính tiền. Anh em làm ơn vui vẻ, chúng em vui vẻ. Thuốc mà nhiều tiền vậy rồi, chắc mình mua gỗ chứ thầy đang tiền miễn rồi á. Nói vậy nha, thì mua chiếc này ăn chịu hưởng được rồi. Này là 50 hả? Dạ, đến đi anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50 đúng anh. Trong nhà quá không ghiền gì cho con rồi đó nha. Nè lì xì con luôn nè. Nói mẹ không phải nói cha. Mua đồ chơi hả? Chiếc hai gian kiều khiển, kiều khiển. Hai gian kiều khiển đồ chơi. Nãy chú ngứa cụt á. Hai gian kiều khiển nãy chú ngứa cụt. Nãy có chở cát, chở dập chứ chở chừng được. Cặp cho chồng con chồng cái móc thì đẻ hai lứa là đủ vốn rồi đó. Cặp đó sao bắt cặp không? Bắt con. Này nhiêu nữa? Một con 38 đếm đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 đúng ha. 28 còn 10 nữa. 78 hả? Đúng rồi. 78 chứ là 78. Để cho xe bắt đi. Anh là chuyên gia đến tiền mướn cho người ta mà. Suốt ngày đến tiền mà. Có gì được sao bắt nghe tính. Rồi đi xe lại đi chứ. Anh nghĩ ra cầm tiền nữa. Bắt luôn cái tiền đi. Ra bắt nước rồi. Bắt nữa chứ, đủ bắt nữa rồi, bắt nữa, bắt nữa. Trồng cá bự bự. Ừ. Em ở nhà đến tiền nhiều hút thuốc á. Tại anh tiền nhiều quá. Quá vậy? Không mà em thấy anh mới nhìn em mới nhìn nhìn bên bên dân thì anh là đầu tư bên nhà đất mà. Tại anh vui chơi thích đầu tư luôn. Mấy anh vài trăm chơi. Anh cũng lên máy. Tất cả mọi người. Muốn để trước được mà. Để học tay chân chỗ tao được không? Được. Lọt không?
lọt á mèo. Đừng qua. Lấy thùng mút ra đi mà. Trên đó nó thùng mút để dưới nè, thùng mút để dưới để thùng chồn trên được mà. Thôi. Ừ, cái thùng. Không mình để dưới được. Để cứ để đi nhưng mà để ngoài nè. Anh chị nghỉ nha. Dạ. Anh chị phải nha. Rồi xin chào anh chị luôn. Cảm ơn các chị nha. Anh chị phải nha. Chào chú. Chào chú. Rồi trước đây rồi. Dạ, nha. Rồi mình xin chào con nha. Mình mới bán cho hai người anh với mấy đứa em ở Đồng Nai. 12 con chồn vừa nhỏ vừa lớn. Từ 2 ký trở lên tới 4,5 ký, 12 con là tổng số tiền này là 120 triệu, 122 triệu. Mình mới vừa bán rồi. Rồi, xin chào bà con nha. Mới vừa bán chồn 12 con chồn là vừa nhỏ vừa lớn, từ 4 ký, 2 ký, 4,5 ký, 5 ký là 122 triệu. Vừa xong 122 triệu. Quý gia là tiểu con nè, tất cả con hết trơn, ngồi lấy đi mua xe cuốc đi. Ủa